Vâng, nên thưa quý bà con cô bác, mình toàn đang có mặt tại cái hầm gọi là cái hầm này là hầm hầm gỗ đi qua cái đường từ qua cái đường này là đường Khuất Chí Tiến. Đây là cái đường đường lên trên hầm, đường lên trên hầm. Đây là cái đường đi xuống luôn nhưng mà đường lên. Và trong cái hầm này thì bây giờ mình toàn đi trong hầm này và mình toàn muốn gửi các hình ảnh về cái hầm này đến quý bà con cô bác, quý bà con cô bác có thể hiểu thêm về cái hầm hầm bố của đi băng qua đường mà thu hút rất là nhiều người, thu hút mất rất là nhiều tiền, nhưng mà để mà người đi qua đường ở Hà Nội là hiện giờ là như cá nhân mình toàn thấy là hầu như là ít người đi, rất là ít luôn. Đây toàn bộ đây là cái hầm, đây là bên dưới mặt đường đấy, tức là bằng cơ bác ạ. Đây khá là rộng luôn. Hầm này là cái hầm mà nối từ giúp cho chúng ta đi từ phía bên này đường đi sang bên kia đường, bởi cái đường những xiềng này nó khá là rộng và to, thành ra là cái hầm này là dùng để cho mà đi thông qua đường. Nhưng mà cá nhân mình toàn thấy rất là người ít người đi xuống hầm này. Bây giờ chúng ta cùng với Minh Toàn chúng ta đi lên mặt đường để nhìn cái mặt đường ở những xiềng này nhé, xem này, cái hầm này nó như thế nào. Hầm này khá là sạch. Wow, đây đấy là cái đường Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Xiển đó. Đây là tuyến đường Nguyễn Xiển. Đường Nguyễn Xiển này thì nó khá là to và có cả cái đường sắt ở trên cao này. Đường này là đường cao tốc trên cao nối từ Đông Hà Nội sang Tây Hà Nội, và chính vì thế mà mới phát sinh ra cái hầm này để chúng ta đi qua cái đường này. Nhưng mà cái hầm này thì như cá nhân Minh Toàn thấy là bây giờ Minh Toàn sẽ cùng với bà con cô bác chúng ta xuống hầm này để xem ở dưới hầm nó cụ thể hơn nữa, để xem tại sao mà hầm này nó lại ít dành những người đi bộ thế. Hầm này thì chủ yếu là dành cho người đi bộ chứ không phải là dùng cho chúng ta đi xe máy, và cũng không có cái đường để cho chúng ta đi luôn, không có cái đường để chúng ta đi xe máy luôn. Đây là cái đi xuống, và bên cạnh đi xuống thì có các cái bậc lan can như thế này. Đây, có bậc lan can như thế này để tay vít. Và như chúng ta thấy ở đây là có cả hai bên đi xuống. Đây là cái phía trong này là có cái hầm này, chắc là hầm kỹ thuật. Và đây cũng là một đường xuống, và bây giờ chúng ta cùng với Minh Toàn chúng ta xuống dưới hầm. Đây là đường xuống dưới hầm. Và xuống hầm này thì là một cái hệ thống, đây quý bà con các bác, cả một hệ thống hầm này luôn. Và rất theo cá nhân Minh Toàn thì cũng khá là sạch sẽ, nhưng mà để mà người đi bộ thì rất là ít khi mà xuống cái hầm này để đi bộ qua đường, mà tinh là băng qua đường thôi, chứ còn để lấy ý thức mà đi xuống trên cái hầm này để đi bộ qua đường thì riêng cá nhân Minh Toàn thấy rất là ít. Ở đây từ nay giờ thì thấy được một vài người thôi.
dưới này thì có các bóng điện chiếu sáng giúp cho chúng ta đi luôn. Đây, các bóng điện chiếu sáng phần này rất là sáng. Rất là sáng bạn. Nhưng mà với cá nhân Minh Toàn thì Minh Toàn thấy do là ý thức của người dân là chưa được cao, chứ không phải là cái hầm này là tốn rất là nhiều tiền đấy, nhưng mà ý thức người dân cũng cao. Và ở trên Hà Nội thì Minh Toàn đã gặp những căn hầm như này vào mùa hè. Ở đây là như các bạn thấy là vào mùa lạnh rồi, nhưng vào mùa hè thì chúng ta sẽ bắt gặp những người chạy xe hoặc là những người đi đường tránh nắng ở dưới hầm này rất là nhiều, đại chiếu nằm hoặc là nghỉ ngơi buổi trưa rất là nhiều ở cái hầm này. Và đây là cái trên chúng ta là một cái phòng này là phòng, chắc là phòng kỹ thuật của cái hầm. Và hầm này thì với làm một cái hầm như thế này thì Minh Toàn nghĩ là với chi phí rất là nhiều, nhưng mà để mà tận dụng và nó thực tế thì là chưa thực tế lắm so với đường xá ở Việt Nam của chúng ta. Và đây là cái đường đi lên trên cái trần này, là đây trên trần này là chúng ta đang đi ở dưới mặt đường. Bây giờ chúng ta đi lên đây, đây là đường đi lên. Và đây là có một cái này gọi là cái chắc là kho kỹ thuật hoặc là cái phòng kỹ thuật của hầm. Đây là cái đường lên trên đường. Và bây giờ mình toàn sẽ lên mặt đường giúp bà con cô bác chúng ta hiểu thêm về cái trên phía mặt đường nữa. Dưới hầm này thì rất là sạch sẽ rồi, nhưng mà trên mặt đường thì như thế nào để mời bà con cô bác cùng đi an toàn cái mặt đường. Ôi hầm sạch sẽ như này mà ít người như tôi nhỉ? Không, thế xin theo giờ người đi bây giờ đi làm nhưng mà đúng ra là buổi sáng này đi nữa, bây giờ tập đi về đây ở mùa hè con thấy nhiều người đứng đây mát nhỉ. Mùa hè lúc ống nước thì quá thì người ta nhưng mà thực tế không cho lên lại cho phải xe như này mà con thấy ít người đi. Tức là theo giờ tăng tầm là người ta đi trên đường nhiều, thành ra đúng không? Đúng rồi, buổi sáng dân đi chợ qua lại nhiều. Thì giờ này là giờ cũng phải giờ đấy nên biết rồi đi. Còn phòng này phòng kỹ thuật của hầm là có. Ở đây buổi sáng cái giờ đi là cái tầm ở dân người ta hai bên dân đi chợ qua cái tầm này là phòng nhất. Đấy, xong tí nữa. Cô là tập khóc hầm ở đây ạ. Hầm tại xe tôi nhờ. Dạ, cháu bảo với tôi nhé. Đấy, chia sẻ của cô là vào những cái giờ cao điểm hoặc là những giờ ấy thì bà con cô bác người ta đi lại nhiều, chứ vào mùa này giờ này thì ít bà con cô bác ạ. Và đây là cái mặt đường của đây là trên cái mặt đường của Nguyễn Xiển. Và bên chúng ta vừa đi là đi bên dưới cái mặt đường này. Đấy. Và cái đường Nguyễn Xiển này khá là to. Như thế mà người ta mới tạo ra cái hầm này để mà giúp cho bà con cô bác chúng ta đi qua đường an toàn hơn. Đây là phía toàn bộ cái hầm. Giới của cái hầm
Toàn tiếp tục đi ghi lại một số cái hình ảnh của Hà Nội để gửi đến với bà con cô bác. Video này Minh Toàn xin dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại với bà con cô bác trong video tiếp theo.